Chào các bạn, hôm nay mình sẽ họp về tiếng Quảng Đông và mình sẽ tiếp tục họp tiếng Quảng Đông. Hôm nay mình sẽ dạy một từ tiếng Quảng Đông mà người Hoa ở Việt Nam, người Việt gốc Hoa sẽ không hiểu cái đó là gì. Bây giờ mình sẽ xem đi. Cái phát âm này là he 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 có hai nghĩa ở trong tiếng Quảng Đông ở Hồng Kông, ở tiếng Quảng Đông tại Hồng Kông. Thứ nhất là rảnh rảnh hoặc là không bằng thì mình sẽ nói là hè. Ví dụ ngõ phần cung hữu hè, ngõ phần cung hữu hè thì có nghĩa là công việc của tôi không bằng lắm. Thì lần sau ví dụ bà có bạn bè người Hồng Kông, bà có thể nói ngõ phần cung hữu hè, thì người ta sẽ cảm thấy yêu thích lắm, tại vì ai cũng muốn công việc không bằng đúng không. Thứ hai là không tập trung, không tập trung làm việc, không tập trung xem phim hoặc là thi hoặc là học tập, cũng có thể nói là hè. Ví dụ câu ở dưới là ngõ hè quản tu dễ, ngõ hè quản tu dễ thì có nghĩa là tôi không tập trung chơi, chơi là quản, tôi không tập trung chơi, cũng chỉnh thánh, chỉnh thánh là dễ, tôi không tập trung chơi cũng chỉnh thánh, cũng là tu mà. Tôi không tập trung chơi cũng chiến thắng, tiếng Quảng là ngố hề quản tu dễ. Hôm nay sẽ xong rồi, hy vọng các bạn sẽ có thể học tiếng Quảng với thầy. Tiếp tục mỗi ngày mình cũng sẽ dạy thêm một số từ vựng ở Hồng Kông hoặc là phim thú vị ở Hồng Kông. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục quan tâm hoặc là đăng ký để kênh YouTube của thầy. Cảm ơn các bạn.